Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bác Tài Vlog của mình nha. Hôm nay mình quay trở về với con vợ nhỏ 00647 đây. Hôm nay mình xuống bến Nam Căn, mình tính đi bằng xe Honda xuống. Mình đi sớm để mình quay lại con vợ nhỏ của mình. Sau cũng khá là lâu rồi, cũng 10 ngày gì đó mà mình xa em ấy rồi. Mình muốn quay lại, mình muốn kiểm tra máy móc này kia đồ lại, nhưng mà mưa quá trời mưa luôn, cho nên mình đi xe 16 chỗ. Mình đi xe 16 chỗ cái mưa dầm mưa về luôn, tới bến Nam Căn này đi xong cái trễ giờ quá cái mình không có kiểm tra xe được. Bắt đầu tới giờ mình chốt khách luôn mọi người. Hôm nay là tình hình là rước khách khá là đông luôn. Đây nè, mình cho mọi người xem nè. Đây, hôm nay tình hình rước khách khá là đông luôn. Nãy giờ mình chốt thôi mà mình muốn thấy mệt luôn á. Đó, nguyên một cái danh sách. Trời ơi trời, là bá lửa luôn. Nãy giờ mình điện thoại mình chốt khách nè. Đó, bây giờ mình chốt xong rồi. Mình sẽ hôm nay là mình nghe mình điện thoại mình nghe nói là hot girl nhiều lắm đó. hôm nay rước gái xinh nhiều lắm đó mọi người, cho nên hôm nay mình quyết định làm một cái video quay trở lại với con nhỏ nhỏ cùng rất nhiều hot girl. Hôm nay hứa hẹn sẽ đạt thị hot girl cho mọi người xem nha. Vô vô nha. Bây giờ xe hiện tại bây giờ xe mình đang đậu ở ngay cổng bến luôn. Bây giờ mình sẽ ve vô cái chỗ đó để mình gác tài, ve vô cái chỗ cũ để mình gác tài, rồi mình sắp khách nha. Cũng gần tới giờ rồi. Mọi người xem video, nếu như có thấy yêu thích mình hãy chia sẻ video giúp mình nha mọi người. Chia sẻ video giúp mình nha, chia sẻ cho thầy ngang. Rồi ok mọi người, bây giờ mình sẽ ve xe lại thôi. Hy vọng hành trình hôm nay nó không có bị mắc mưa. Mình mưa quá trời mưa luôn, cho nên mình ngồi trên xe mình chốt khách luôn nè. Hy vọng hôm nay mình rước khách nó không có bị mưa mọi người ơi. Chứ tài xế mà vừa chạy mà vừa bận áo mưa nó kỳ lắm. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dời xe ra ngoài sau để mình gác tài và mình sắp khách lên thôi. Ok, bây giờ cái chiếc Hòa Hiệp nó mới vừa ra, mình ve lại cái chỗ của mình gác tài thôi. Dành cái chỗ của em gác tài là không được nghe anh ơi. Đó. Trước mắt mình là có một chiếc Thái Phong cũng đang gác tài nè. Ồ, ghê không. Trời ơi. Ok. Anh mày kiếm hoài vậy ta? Đâu lý lạc chấm á, qua lý lạc chấm qua bán nha. Ở đây cũng được rồi, em ngay rồi. Ở đây cũng ngay rồi. Để chút xíu này, chút xíu này, này nó ra con dời qua đây chứ con đậu ở bển nó khuất. Chứ nó dời ra. Tao dời qua, con dời qua đây. Để nó nghe rồi, nó lập biết rồi. Để nó ra con dời qua xích đây. Cái đậu bển cái nó khuất cái không thấy được. Ok. Ây da, cái chú bảo vệ rất là dễ thương. Chú kêu mình dời qua bên đó tại vì cái ngay cái làn trắng. Cái làn trắng này mới quy định 1-2 ngày đây thôi. Chứ lúc trước là mình đậu bên đây nè. Đó, bây giờ người ta kêu chừa bên đây để cho người xe tải nó lên xuống hàng hay sao á. Cho nên là ngay cái lằn trắng này mình phải đậu từ cái lằn trắng này qua bên đây. Nhưng mà bây giờ dướng chứ cái chiếc Hòa Hiệp đây rồi. Bây giờ mình đợi chiếc Hòa Hiệp đi xong mình sẽ dời qua bên đây mình đậu. Hiện tại bây giờ thì xe nó cũng khởi hành hết rồi.
Ok, để bây giờ mình tiến hành mình cho khách lên xe thôi mọi người ơi. Đấy. A7. Này có khách dữ lắm sao mà ta? Vé mấy ngày trời mới được. Ừ, hôm nay khách đông hè nè, hè khách đông. Chứ đặt ghế chân nha, đặt mấy ngày mới được cái vé. Đặt không được thứ hai gì vậy? Hàng ghế thứ ba, đếm dài vô. Cho bịch đó ha. Cho bịch đó ha. Cho luôn. Cho luôn đi. Trời, coi giùm em đi. Đường nào? B3. Đâu? Đây hả? Má ơi. Má ơi. Còn ra. Em về tới đây đi Kim Long về tới ông Trang chịu hết cái nước. Vậy hả? Xe xe. Kệ con gái giờ người ta nằm trên không có ai đâu nằm dưới đâu. Gái gì trời em mấy đứa rồi. Thì cũng phụ nữ. Má ơi, xe xe kiếm em rồi, cái ghế. Bỏ đây nha. Dạ, kiếm em mấy có ghế vàng trước. Không? Không. Ừ, không vàng nha. Kiếm em cái ghế trước á, lúc em bắt lại luôn. Thế nữa mất vàng đó thừa tôi thì không được. Quay đít lại. Rồi, không biết cách leo à. Chết rồi. Nè, trả nè. Đi với tài xế này chạy im ru à. Yên tâm đi. Nói đi 10 cái bọc tặng cái đầu đĩa. Còn hai người nữa đâu mất tiêu rồi trời ơi. Sẵn cho gom tiền vé luôn đi. Trong thời gian chờ đợi 240k. Đúng rồi, sợ ghé dọc đường trốn mất tiêu nữa. Mất tiền đâu đền. Không có vụ đó luôn hả? Anh ơi. Ơi. Xe giáp gì? Có 10 ngàn không? Xe nào anh? Xe này nè em. Xe này luôn hả? Ê, đưa tặng 10 ngàn đi. Đừng đưa tiền lẻ. Anh ơi, ừ. Không không, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên đây luôn. Đưa cái nón đây cho nó đỏ. À đúng, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, quên. Ai. Anh em đi toilet chứ. Rồi đi đi, đi đi. Đi trong kia đúng không? Ờ, à, đó, trong quán đó đó. Dạ dạ, anh cảm ơn anh. Không, không dọc đường nặng lắm, chạy không nổi đâu. Alo. Đúng rồi, đúng rồi. Cầu Đồng Tông phải không? Ok, ok. Ủa em không đi hả? Dạ. Em không đi hả? Dạ, em chở chị em ra. Vậy hả? Em đi uổng vậy? Dạ. Em không đi uổng vậy? Uổng gì anh? Phải đi luôn đi chứ. Sao không về đi? Dạ. Sao không về đi? Em ăn gì mà đẹp dữ vậy? Thiệt đẹp thiệt chứ bộ. Sinh ra sao vậy đó hả? Để chắc chắc lúc trước ba em làm đầu bếp phải không? Dạ. Chắc lúc trước ba em làm đầu bếp phải không? Em không biết trước ba em làm. Thì làm đầu bếp mới đẻ cái em ngon vậy đó. Rồi lên đó chị. Số điện thoại mình số mấy vậy? 0909. Số đuôi mấy? Trời, hình như con nhỏ đó, nó đặt không nhớ nữa. Không, một đuôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi B1 luôn, nằm trên luôn. Cái này luôn. Con gái giờ nằm trên không? Trời, không có nằm, không có xe ra, không có cái dưới biết sao rồi anh. Ây da. 200 ở đây có cái cục sạc, chỗ sạc không? Có. 206. Có chỗ sạc đúng không? Có. Đâu nha anh? Có chỗ sạc ở đây. Chứ là trên kia không có hả? Không. Đó rồi. Em ở trên thủ. Nó lạnh đâu hả? Nó lạnh đó hả? Ủa? Kéo lại. Anh ở ghế trên không có hả? Không, gửi sạc đây ghim đại đi. Ghim sạc chút xíu rồi lấy. Bình thường em ghế thì em nhìn có mà ta. Có mà ghế có người ngồi hả? Nhưng mà xe phòng á. Ngồi đỡ đi, ngồi đỡ đi. Ờ ngồi đỡ đi. Thì em phải làm việc đó. Đúng rồi. Nè.
cho bỏ trên đây luôn, rồi đỡ nó làm việc chút xíu đi. Còn một người nữa đâu mất tiêu rồi. Dép về phải không em? Dạ. Rồi lên xe luôn. Số điện thoại mấy vậy? Dạ 413 đuôi á. 413 đuôi A13, ok. Dạ, dưới. Rồi lên đi. Đi đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người chung. Ghế bên đây, sát dách bên đây hàng ghế thứ 6. Ý lộn, hàng ghế thứ 5. Đếm dài chưa? Rồi, chính xác. Ai gọi cho em gom tiền vé luôn đi. 240. Đúng rồi. Ăn cái gì mà trắng dữ vậy? Hả? Chỉ anh với anh đang khui hả? À, Đà Lạt hả? Qua hẹn chi? Còn thiếu 10.000. Thiếu 10.000 đi ha. Chút xíu anh hồi cho. Ghi vô đây để hồi quên đòi à. Hả? Xe mình là vô bến ở Sài Gòn là bến nào anh? Bến miền Đông. Em về đâu nữa? Dạ không, em về tới bến Sài Gòn đúng để em biết bạn ra. Bến miền Đông, bạn em ra bến miền Đông rước hay là bến miền Tây? Có hai bến. Bến miền Tây, bến miền Đông, bến làm sao? Ê, cách xa lắm. Quận 10 á. À, vậy thôi qua bến miền Tây rước đi gần hơn. Bến miền Tây. Không? Bến miền Tây thì tới đó khoảng 2:30. 2:30 khuya. Còn tới bến miền Đông là 4:30. Bến miền Đông là nằm quận mấy? Bến miền Đông nằm quận Bình Thạnh. Ừ. Vậy thôi qua bến miền Đông đi. Cho bạn em ra rước trễ chút xíu. Từ Thủ Đức qua Bình Thạnh. Gần. Thì bến miền Đông ha. Dạ. Quyết định ha. Chốt nha. Dạ. Ok. Ok, bây giờ khách đủ rồi, mình đóng cửa, mình lên xe, mình dọt thôi. Trời ơi. Đủ chưa ta, kiểm tra kỹ lại một cái nữa. Đủ rồi. Chính ơi là chính ơi. Dạ. Rồi không có tiền lẻ luôn, bo 9-10 ngàn luôn. Ai gọi tôi đó? Hola. Alo. Đang lên. Rồi hả? Không ai mở cổng hết trơn vậy ta. Không đâu mất tiêu rồi, không ai mở cổng cho mình ra vậy trời. Thank you.
gì? Về ngoan quá. Đi đâu mình ăn đậu nhiều cỡ này đó hả? Mình ăn đậu nhiều tại sao cái bữa mà 22 tay gửi thùng đậu tân hiệp thì chạy về bến xe miền Đông luôn là sao? Ai? 22 tay là ai? Bữa ai chạy? Tay, em không biết có số điện. Em không có chạy à? Không biết à. Đừng có đổi thừa em qua ăn tội nghiệp em à. Hả? Chứ đó chưa? Ok. Rồi đó đó. Bữa này nữa hay gì? Linh nè, đưa lá cho ông nè. Ok. Ấy giờ xe tới một tí xíu coi. Khoan để dời một tới một tí cái. Dạ. Không không được, ghế nó của người ta. Thì mình sạc đây tới chỗ là đầy rồi đó. À tới tới cái người đây đúng không? Đúng rồi, ngồi đó tới mau đi. Ok ok. Đâu mà đi đâu thôi, mà đem cái này, đồ cái nồi cơm điện để hoa dục hơn cái nồi cơm điện. Ôi là mèn. Rồi vô đó kìa. Cảm ơn. Ngồi mốt rồi phải. Dữ thiệt, đi đem đồ cỡ này ơi, gặp đi người ta đi. Là lấy bà ga rồi đó nghe. Ây da. Lại mới được. Linh nè, Trung Lương nè, bạn bắt lại cây trà xanh nè. Thôi có rồi, nó uống nãy giờ muốn chết. Nãy giờ mất đáy không chết là không có đáy được. Dừng xuống rồi nè 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 nè. Tí nào đó thì ở đó mà nói gì đáy được là sao, hai cắm hay chẳng gì. Gấp. Đáy cũng phải có thời gian chứ. Sớm à, chắc phải sớm à, cứ từ từ. Đáy phải có thời gian là thoải mái rồi. Tổng cộng nhiêu người? Em không có đi. Không đi hả? Này đi không? Không đi hả? Đợi đợi cái anh còn hai người mấy người nữa. Tới chưa? Đang chạy thường ra. Sao trễ vậy? Hẹn hò kiểu kỳ cục vậy?
đây sách ra cho đâu? Không, em phải để anh xe mới được. Để anh xe hả? Tại vì có bé nè. Cái này nó chạy lên trên bến em chạy lên lại gì anh? Rồi lên trước này, bây giờ lên bến đi. Lên bến đi, hồi cho người kia nhảy lên giường phòng ha. Để em xe giường phòng rồi đi lên chạm. Mà khoảng bao lâu nữa mới tới? Đang chạy ra. Mà khoảng bao lâu nữa? Đi xe bên đây mà. Bên đây 4 giường, bên kia 3 giường á. À hả? Dạ. Nãy đi ra nó đi. Thôi giờ lên trước rồi kêu. Ủa đi ra bằng gì, bằng xuồng hả? Dạ. Bằng xuồng gì tới đây xíu ở đây à. Điện cái coi khoảng bao lâu chờ được không? Dạ dạ. Đi cho lên xe trước đi. Lên xe trước đi. Em dẫn đi. Đi theo cha nè con. Đi đi đi. Đi. Đi chú dẫn đây. Biết không mà đi te te theo vậy. Đây đây. Đại chú dẫn con đi. Xe không à. Từ 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 từ. Rồi đi. Nghe kêu cha nó phái nó đi te te liền thấy không? Bởi vậy. Lên con. Rồi lên luôn. Ây da, ngồi lên luôn. Lấy dép bỏ vào bọc đi em. Dạ. Đưa dép đi, đưa dép đi, tôi bỏ vào. Từ từ chú lên chú chỉ cho ngồi con. Bỏ dép ra đi mày. Con bước thẳng vô chồng đi. Bỏ dép ra đi con. Bỏ dép ra con. Bỏ dép ra. Bỏ dép ra đi chú chỉ cho coi. Bỏ dép ra đi chú chỉ cho. Của mình là 5 hay 4? 4 phải không? Rồi vô đi. Vô đi để anh coi cái sổ anh chỉ. Không có bắt máy chân trời. Không bắt máy hết chân. Biết đường đâu mà chờ, biết đường đâu mà đợi. Ây trời ơi. A11, 12, 15, B11. Rồi thẳng vô đi. Em thẳng vô bên đó luôn cũng được nữa. B11, 12, 15. Đây. Đây nè. Hai vé này với một vé sau. Với một vé ở trên này. Ờ chúng con. Đây vé nha. Đây vé. Với ngoài sau vé. Với trên này một vé. Đủ đồ chưa nghe, còn bỏ quên cái gì ở dưới không? Dốc nghe. Thần không mà nghe. Rồi lên xe luôn. Cái này gì vậy? Hàng hả? Hàng đồ á. Xíu cái, mà đi chung. Cái số điện thoại mấy vậy? Không đi chung cái này nè. À, số điện thoại đuôi mấy kìa? Với xe lên sẽ gọi nhiêu vậy anh? 240 anh. Không giờ là em gọi em. Không giờ là em kéo hoài ngày nắng tối mà.
kêu nó ra cà mai rồi mai lấy nha. Ừ, ra rồi mai lấy. Em tới đó em điện cho nó. Lần tới điện cho nó ra đó. Bà nói. Rồi, đưa tiền. À, thục đồ đó chưa nhận tiền. Ừ. Rồi hai cái giá là 480. Ừ. Em đưa chứ đưa cho em 430, em đưa chứ 70 đi. Hai đồ đó là hai thùng ít, thùng đồ đó là chưa tiền phải không? Chưa tiền. Chỉ nhận hai vé thôi. Đưa lại 20. Đưa cho 70. À 70 hả? À. Đưa 100 đi. Ừ, thôi đi. 101 đi thôi 40. Rồi ok. Ok. Rồi lên nè. Lên đi chưa? Của anh là A17, B17 anh. Dãy giữa này nè, hàng ghế thứ 6, một giường trên, một giường dưới. Dạ, A17, B17. Đó dãy giữa đó. Đi chứ. Vậy hai người nằm ăn cuối luôn đi. Trời cho. Thôi, vậy anh nằm dưới đi. À, nằm dưới đó. Rồi sao em? Đang chạy ra anh ơi. Điện coi ổng coi bao lâu nữa ra tới, nếu như không được thì kêu xe phòng nó rước. Không được thì kêu đi xe phòng chung với mấy người kia luôn đi, phải không? Ba vé xe phòng phải không? Không có, đi xe phòng lên Cà Mau á. À. Hiểu không? Bây giờ mình lên chảnh trước. Chứ không đi. Trong đi xe phòng. Phải không? Kịp không? Đây đi xe đừng có cho nó uống sữa nhiều nha. Nít đi xe đừng cho uống sữa nhiều. Nó mửa nó ói á. Còn chuyển vé là gì? Ừ. Để chứ tiền cho. Trong thời gian chờ đợi cho gom tiền vé đưa luôn đi người đẹp ơi. Chừng nào bây giờ dặn trước nha, chừng nào đi sao còn có 10 phút nữa nói với em là điện người tá tàu Tân Thế Hiệp á. À. Em kêu người nhà gái nước. Rồi ok, chở vô bến. Ghé quán cà phê em nhờ, ghé quán cà phê Đức Quy đừng bỏ thôi luôn. Ngủ quên rồi, chở vô bến miền Đông luôn, vú luôn. Chở vô trọng vú luôn. Muốn liệu sao liệu đi nha. Chung đưa cho chị 190 về. Sao bà cứ làm phiền tôi quá. Bữa nãy đưa nhiêu vậy? 400 à? Rồi 26 à? Anh. Hả? Bây giờ tới Sài Gòn. À. Chí này cục rồi là xí sói nãy chứ gọi hen, không nhận nữa hen. Nè 226 à? sáu cho lộn. Đó, chút xíu nữa lỗ thấy cha rồi. Không có lỗ. Mình đâu ra đó là xí xóa là cái thùng đồ chính chất nha. À cái thùng đồ đó tôi không biết à nha. Ờ, không biết. À, tôi không biết à nha. Đó. Để tôi tin nhân hoài không biết. Rồi đó tôi không biết à nha. Thầu 190 phải không anh ha, chị? Ừ. Ui trời ơi. Đây. 150. Wi-Fi hả? Ừ. Giáp dịp viết liền không dấu. Lên á mình hỏi người ta đổi. Đổi băng cuối hả? Ngang thì không được. Băng cuối thì dễ đổi.
Sắp về phải không chị? Rồi xong luôn, đứt dép luôn. Đứt dép luôn. Ôi trời trời. Tặng cho bà đôi dép luôn nè. Thôi lên đi, họ có dép Lào mang rồi. Rồi trời, bà thấy tôi bà rung đứt dép luôn nội ơi. Nè bước lên. Phúc bảnh liền quá. Đi mưa nè, nó ướt, nó muốn dục. Ây dạ. Cái này. À, mười, rồi bỏ dưới này để chút xíu bỏ dưới cho. Hàng ghế thứ tư đếm dài vô. Nè, bỏ dép vô. Thẳng vô, thẳng vô. Hàng ghế thứ tư đó, một giường trên, một giường dưới. Anh ơi à, cái bầu cua này xuống đâu đây? Xuống đâu chị? Bầu cua này xuống đâu? Hả? Lên Sài Gòn xuống đâu á? Tới bến luôn đi. Bến miền Đông hả gì? Rồi. Vô ghế thứ tư đó, chở anh trai đó. Anh ơi, bến miền Đông có giường trong đúng không? Không, đi Hồng Kông. Về tới bến miền Đông. Rồi ai muốn đi Hồng Kông thì có vé đi Hồng Kông luôn. Đó đó đó, một giường dưới, một giường trên. Hồng Kông nằm quận mấy hả? Miền Đông là quận mấy đó? Miền Đông quận Bình Thạnh. Còn Hồng Kông thì nằm bên Trung Quốc bên á.